Phải nói là mụn đậu đen rất là nhiều luôn nhá. Không biết là có anh chị em nào cũng bị như bạn này không nhỉ? Phải nói rằng là mình toàn là nhận những cái ca mà phải nói siêu đỉnh. Nhiều đúng không? Vâng, cái ca lột này nhà em nó lên nhiều lắm. Ôi giời, lông vịt vợ ông cụ. Ô anh ơi, sao mà xem nhiều cực. Phê lắm chị ạ. Đẳng cấp rồi. Mặt cô nhiều nữa. Này ố lên bao nhiêu luôn, lên toàn cái to luôn cô ạ. Kiến keo ngủ.